Alo, anh đang đâu vậy? Anh đang nhớ cưng nè. Gọi anh có gì không? Thì em muốn gặp anh có chút chuyện á. Em ăn bánh mì đỡ nha. Chút anh với em ra ngoài ăn cơm tắm. Thôi, em không ăn đâu. Sao vậy? Em ăn bánh mì đỡ đi mà. Hay chút anh ra chợ mua cái gì nấu cho em ăn nha. Em kỳ vậy trời. Cưng, trời ơi, chờ anh có lâu không? Nè, mai mốt á phải có lịch cho anh nghe không? Để từ công ty anh tới thẳng đây luôn. Chứ anh về nhà rồi, mắc công con sư tử Hà Đông ở nhà nó hỏi anh mệt lắm. Chứ sao thường ngày á, anh nói là chỉ có vợ anh sợ anh thôi, chứ anh không bao giờ sợ vợ mà. Thôi mà, nhắc hoài thấy ghét quá. Em là số 1. Đi đâu mà giờ này chưa về nữa? Nói đi có chút xíu mà. Thôi em không ăn đâu, em phải đi về rồi. Sao em về? Em không lấy tiền hả? Anh nói gì kỳ vậy? Em hẹn anh ra đây là để mượn anh 20 triệu, để sáng mai em ra bưu điện gửi về cho anh hai mà. Sao không lấy? Thì biết rồi, sáng mai anh đưa cho em, em ra bưu điện em gửi gì luôn. Vậy mai mình gặp nhau ở đâu? Ở công ty hả? Đâu có được em. Bây giờ em phải đi với anh. Bây giờ hả? Nhưng mà bây giờ đi đâu? Lấy tiền chứ đi đâu. Nhưng mà lấy tiền ở đâu? Trong khách sạn chứ đâu. Anh đã đặt phòng rồi, 20 triệu lận đó em.
Anh. Ủa? Sao anh lại nằm yên ngủ vậy? Em về rồi đó hả? Sáng luôn rồi. Vậy à, tối hôm qua em ngủ ở đâu? Thôi anh đi vô đánh răng rửa mặt đi, rồi xong á anh chở em ra bưu điện gửi tiền về cho anh hai, xong rồi mình ăn bún bò luôn ha. Vậy nha. Cơm xong rồi nè con, ra ăn Tuấn ơi. Tội nghiệp thằng nhỏ, chưa có ăn cơm nước gì vội vàng đi học rồi. Bực mình ghê vậy đó. Đã nói từ từ rồi mà mới sáng sớm cứ qua đòi tiền. Bực ghê. Anh nè, hồi nãy cô Liên gọi điện về, nói là mới chuyển tiền cho anh đó. Vậy hả? Ừ. Bao nhiêu? 20 triệu. 20 triệu? Ừ. Biết bây làm ăn cái gì mà thiếu nợ tới 20 triệu lận. Không sao đâu má, kỳ này cô Liên gửi tiền về là ảnh trả dứt luôn rồi đó má. Không biết trên thành phố con Liên nó làm gì mà nó có nhiều tiền gửi cho thằng Tuấn vậy con. Má, con Liên đi kiếm tiền giỏi lắm á. Ở trên Sài Gòn kiếm tiền dễ lắm. Con cũng đang tính lên trển kiếm tiền nè. Cái số tiền đó, nó làm có một bữa thôi hả? Không có dễ vậy đâu con. Nó phải làm lụng cực khổ mới dành dụm được vậy đó. Tụi con đừng nghĩ y vô em nữa. Tội nghiệp nó. Nó còn lấy chồng, còn có con nữa đó. Không có sao đâu má, coi như là tụi con mượn nợ. Khi nào tụi con kiếm được tiền sẽ trả lại cho Liên mà. Ăn cơm đi. Nè, má nói cho tụi con biết, đồng tiền á, nó có giá của nó đó. Ngồi đằng kia nha. Ừ, bên đó cũng được. Ngồi đi. Dạ, hai anh dùng gì ạ? Ông ăn gì thì cứ kêu thoải mái, hôm nay tôi đãi. Vậy hả? Ở đây có món cá lóc nướng ngon lắm à. Ok, hãy lấy một con lai rai nha. Ừ, cho một con em. Dạ. Cá thì được, chứ thịt tôm cua thì không được. Tao đang bị bệnh gút. Gút đồ nữa hả? Trời ơi, tôi nghe nói là mấy cái đó là bệnh của nhà giàu nha. Ừ. Nghèo nghèo cỡ tôi là không có bệnh đó bao giờ hết trơn á. Bởi vậy nghèo nó cũng có cái hay. Mà tôi hỏi ông nè. Ừ? Ông định sống nghèo khổ như vậy hoài sao? Thì vậy thôi, tôi nói ông rồi, có nghề ngỗng gì đâu mà làm. Kệ đi, ngày ba bữa cơm đủ ăn là được rồi. Vô. Mà hình như ông là bộ đội phục viên phải không? Ừ. Vậy có được nhà nước ưu tiên cái gì không? Tiền tiết gì ông ơi, biết bao nhiêu người đi bộ đội. Nhưng mà đừng cái là lý lịch tốt
Ờ, thằng con nó đi học được miễn giảm học phí. Vô. Vô. Đã thiệt. Má. Ờ con. Ủa, anh Tuấn chưa về hả má? Ủa, con không có ra tiệm của nó hả? Con có ghé nhưng mà thấy đóng cửa. Chắc đi rước thằng Kiên rồi chứ gì. Chưa tới giờ tan trường mà. Ờ ha. Thôi rồi, điều này đi nhậu với người ta nữa rồi. Thằng này. Bữa nay con cũng đi làm cỏ mía cho người ta hả con? Dạ, con mới làm cỏ cho bà Bảy. Bây giờ con đi tắm xong mới nấu cơm được, chứ lòng mía ngứa ngáy quá. Cơm ở đâu xong hết trơn rồi, con đi tắm đi, lo rước Kiên đi hen. Dạ. Mỗi tháng tôi sẽ trả lương cho ông 10 triệu. Ông chịu không? Ông nói cái gì? Một tháng ông trả cho tôi 10 triệu? Ừ. Trời ơi, có nằm mơ tôi cũng không có ngờ được là mình có một tháng 10 triệu á. Ê, Mà hỏi cái này cái nha. Ừ. Lên trên đó tôi làm cái gì vậy? Ông làm cái gì hả? Làm chủ. Giỡn hoài. Tôi tự nhiên sao làm chủ được? Tôi nói thật với ông là hiện tại tôi mở nhiều cơ sở kinh doanh quá, cho nên tôi mới cần tìm một người thật thà, có lý lịch tốt như ông để về quản lý nhà hàng karaoke cho tôi. Ông chịu không? Tôi nói nghiêm túc đó. Vô. Bà bới cơm cho con đi. Dạ. Đưa đây, nồi xoa đũa cho. Dạ. Nè, con. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn bà nội. Ủa mà mẹ ơi, tối nay ba không về ăn cơm nữa hả mẹ? Ờ con, sao con không gọi điện thoại hỏi nó đang ở đâu? Đi từ sáng giờ luôn vậy? Hồi nãy con có gọi điện cho ba rồi mà ba không có bắt máy. Vậy hả con? Dạ. Thôi kệ ảnh đi má, con cũng có để đồ ăn cho ảnh rồi. Ai đậu xe trước ngõ nhà mình vậy? Chắc cô ba ở Sài Gòn về đó má. Bye bye chiến hữu nha. À, ba về. Đi nhậu đâu mới về nữa vậy? Má. Thương má quá, hôn má một cái nha. Thôi ăn cơm đi. Anh ăn cơm luôn nha. Thôi, con không có ăn mấy cái đồ ăn đạm bạc này đâu. Má, ngày mai con lên Sài Gòn nha má. Lên Sài Gòn làm gì? Lên Sài Gòn con đổi đời. Con làm ông chủ nhà hàng lớn. Uống chi cho cả đống hen. Say xỉn nói tầm bậy tầm bạ. Không. Không có, không có đâu. Con, dắt khăn nước nóng lau mặt cho nó, rồi luôn tiện pha cho nó ly chanh nóng luôn. Dạ. Con nói thiệt chứ má đó. Thôi, anh đi xuống tắm rửa cho khỏe nè. Trời đất ơi. Má ơi, hôm nay nhìn con vợ con đẹp quá. Tiền là giấy, ta mất nhau từ đây. Trước mặt con cái. Con, ăn cơm mau mau rồi vô học bài.
ngủ mai đi học nữa. Dạ. Bữa nay bán hết sớm về mát mẻ, thích ghê vậy. Con. Dạ. Chút nữa qua nhà chú Út á, hái nhiều nhiều cam nha con. Dạ con biết rồi, má vô nghỉ đi. Ừ. Ủa, mà sao giờ này anh còn ngồi ở đây? Anh không có ra tiệm hả? Hôm nay trời đâu có mưa đâu, làm gì có xe dơ mà rửa. Con à, có cái tiệm hen, làm ơn sáng sớm mở cửa đi. Biết đâu người ta muốn rửa xe sớm sao? Má à, con nói rồi, con sẽ dẹp cái tiệm rửa xe cà tàng đó. Trời, nè, bộ đêm hôm nhậu á, sáng nay còn xỉn phải không? Xỉn đâu mà xỉn má, con nói thiệt đó. Anh nói thiệt chuyện gì? Thiệt cái chuyện con sẽ đổi đời. Hả? Nhưng mà anh lên Sài Gòn để làm gì? Chắc là ổng xỉn thiệt rồi đó má. Ừ. Xỉn cái gì mà xỉn? Con nói rồi, con sẽ lên Sài Gòn làm việc. Nè, con nói vậy là sao? Má, má không thấy chiếc xe hơi hồi tối hôm qua chở con về hả? Ừ thì thấy đó. Mà lúc đó con xỉn đó, má chưa kịp hỏi xe đó của ai. Xe đó là xe của thằng Cường. Thằng Cường con ông Tám Ngộ. Nhà nó ở dưới chợ đó má. À, nhớ rồi. Gia đình ta lên Sài Gòn 7-8 năm rồi con. Đó thì đó, lên Sài Gòn ha. Bây giờ nhà nó giàu thiệt là giàu. Vậy hả? 2-3 cái nhà lầu. Ồ. 2-3 cái nhà hàng, khách sạn, karaoke. Quản lý không hết. Thằng Cường phải nhờ con lên Sài Gòn quản lý giùm cho nó. Trời đất ơi, anh nói thiệt á hả? Ừ, anh có nói giỡn em bao giờ đâu. Mà con quyết định rồi, con phải lên Sài Gòn đổi đời. Chứ mình ở cái xó xỉnh này hoài không bao giờ ngóc đầu lên được. Ừ, tự tin quá ha. Ừ. Nghề ngỗng không có, vốn liếng cũng không, hen, lạ nước lạ cái thì sao bay sống được. Má, má cứ nói như vậy hoài à. Biết bao nhiêu người người ta lên Sài Gòn, người ta cũng làm giàu được thôi. Chưa kể nha, cái này là thằng Cường, nó đích thân xuống đây, nó mời con lên Sài Gòn làm việc. Mỗi tháng nó trả cho con 10 triệu. Anh nói cái gì? Mỗi tháng anh Cường trả anh 10 triệu lận á hả? 10 triệu lận đó má. Có nằm mơ con cũng không nghĩ mỗi tháng con có thể kiếm được 10 triệu. Chưa kể, cái đó chỉ là tiền lương thôi. Tiền ăn ở là nó bao luôn. Mình chỉ việc ngồi làm chủ nhà hàng. Ôi, con ơi, người ta nói đây mình nghe thôi. Biết thực hư ra sao mà con chắc ăn như vậy. Trời ơi, sao má cứ nói như vậy? Thôi, con quyết định rồi. Hôm nay, vợ chồng con sẽ chuẩn bị đồ, dọn lên Sài Gòn ở. Không có nói nhiều nữa, thằng Cường nó sắp tới rồi. Nó lấy xe đón mình lên Sài Gòn đó em. Ủa, vậy là bây giờ mình đi liền á hả? Ừ. Trời trời, chuyện này quan trọng mà con nói như giỡn chơi vậy bay. Thằng Cường nó qua đó. Em soạn đồ đi em. Nhanh lên. Nè nè, vợ chồng tụi bay lớn rồi, đừng có hấp tấp nha. Hơn nữa tụi bay cũng đã có con có cái rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ đi hen. Từ từ cái đã. Nè, ra kêu ông Cường vô đây cho má nói chuyện. Đi đi. Mau lên, kêu nó vô đây cho tao nói chuyện. Đi đi. Má, má cho con đi đi. Trời, sao má không tin con? Thằng Cường nó đã đứng ra nó cam kết với má rồi mà má còn không tin nó nữa.
Má, hay là má cho ảnh lên nhà anh Cường chơi vài ngày để coi ất giá làm sao. Cho ảnh đi cho ảnh thỏa mãn đi má. Giàu nghèo là do phước phận, đừng thấy người ta làm giàu mình đua đòi là được đâu. Thiệt má luôn á, má cứ vậy hoài à. Hồi nào tới giờ má cứ an phận, bởi vậy nhà mình cứ nghèo hoài à. Thiệt chán ghê vậy đó. Má à, bây giờ con quyết định rồi, con phải đổi đời, má hiểu không? Anh bình tĩnh lại đi. Em thấy má nói cũng đúng mà. Em biết cái gì mà nói. Má.